đang coi cái xe phía trước triển lãm đó, nhìn rất là ngầu nha. Mở cửa kìa, quá ngầu. Rất là đẹp nha các bạn. Của hãng Tesla nha, nổi tiếng lắm, Model X. Ghế da luôn ha. Màn hình là phía trước là touch screen luôn, cảm ứng luôn. Chỗ ngồi nhìn rất là thiết kế, rất là rộng rãi, thoải mái ha. Màn hình touch screen luôn. Quá đã. Rất là nhạy ha. Xe nhìn hết chỗ che luôn. Đây những người đang đứng đây là đang đăng ký để nhận thông tin về chiếc xe này nè. Đây là nhân viên của hãng Tesla đang đứng giải thích cho những người khách hàng muốn tìm hiểu và thông tin chiếc xe này đó. Mướn chỗ khu vực này để trưng bày về chiếc xe của mình nè. Nhìn ở phía sau thiết kế rất là rộng rãi. Chiếc xe này là 1, 2, 3, 6 chỗ ngồi. Ghế tự động luôn. Tự động di chuyển luôn. Năm chục cho tới 60 ngàn. Cái này là cái mâm là phải chắc phải 20 á, độ chừng 19-20 gì đó. Rất là thích ha, đó touch screen luôn. Nhấn vô nút ngay cảm ứng là tự cửa tự động mở. Tự động di chuyển luôn, thấy không? Đóng lại. Đã không? Tự động di chuyển ra luôn. Quá ngầu. Toàn là cảm ứng không ha. Nhấn nút cửa tự động bật ra luôn. 6 chỗ ngồi.
phía trước hai cổ, phía sau hai chỗ. Đây, phía trước hai chỗ, giữa hai chỗ, phía sau này hai chỗ nữa nè. Đó. Ghế tự động luôn. Cái cốp phía sau đóng rất là nhẹ nhàng, cửa rất là ngầu nha. Đây, để đính chính lại coi cái xe này, cái rim là khoảng bao nhiêu đây. Hai tám lăm, 85, 22. Ồ, rim này rim 22 chứ không phải là 19, 20 nha các bạn. Hai, cái vỏ là 285, 85, 22. Đó. Ồ, coi cái động cơ phía trước đây. Wow. Okay, yeah, Tesla. Just Tesla. Individually. Why is it different? Shelby is different. Yes. Shelby. Yeah, different. So Tesla is Tesla. All electric car? Yeah. Đi trước họ thiết kế là nhìn là không thấy cái động cơ ở đâu luôn ha. Mình thấy phía trước là có là chỗ cái giống như là cái ngăn để đựng đồ luôn vậy. It's Tesla.
nano sensor in here. Yeah. See? Còn là cảm ứng không? Model X100 Model X100 đi. Đó. Quá đẹp. Cái chiếc này nãy đính chính lại với các bạn là hiện tại ở Mỹ là hơn 100.000 nha. Còn ở Úc này là chắc là phải mắc hơn rất là nhiều. 150. They started 150. 150 in Australia. Yeah. Wow. And they I've heard the saying they go up to 200 something or 300. Okay. For what? For tax or no, depending what you order really. Oh, okay. They're all different models. Oh. It's different. Like standard one like 150. Yeah, because you can get a small battery in them. Yeah. Oh, depend on the battery. Yeah, you can order a 100 kilowatt battery. Yeah. Or a 90 or 85. Wow. Yeah, but this one, like, how long for the battery warranty, you know? Warranty? Yeah. I think the battery warranty is 10 years. And yes. After 10 years, if the battery gone, so have to replace another one. And the motors, lifetime. Lifetime motor. Lifetime. Wow. Warranty. Electric motor is very hard. Yeah. If you got like some problem on the road, like exactly like the technician know about this car, fit this one. Yeah. Otherwise, like no more, like mechanic cannot do anything. No. You need a special technician. Yeah. Mainly, it's fixed with the computer. Yeah. If there's no engine, you know, it's all. So this one, the new model one, 2017. No, this one came out last year. Last year until. Oh, okay. Last year or the year before. Yeah. Last year. The chiếc này là Úc hiện tại bán là 150.000 nha các bạn. Hồi nãy mình lúc đầu mình có nói 50, 55, 60 ngàn là không đúng nha. 150.000 đó. Cái này là được trả lời của nhân viên của Tesla đó. Cái động cơ là bảo hành là suốt đời luôn, còn pin là 10 năm tùy theo loại pin. Có ba loại dao động từ 150.000 cho tới 200.000. Càng ngày có nhiều người coi ha.